Thưa bố, thưa mẹ, con xin phép bố mẹ cho con và Lan tháng sau được tổ chức đám cưới ạ. Con định tháng sau cưới? Dạ. Thế không phải lần trước cái Lan đã từ hôn rồi sao? Lần ấy là lỗi ở con. Chính con đã quyết định mà không bàn bạc gì với Lan, nên cô ấy mới phản ứng như vậy ạ. Còn lần này đã bàn bạc chưa? Sao không gọi cái Lan về đây luôn để nói chuyện? Lan chưa biết việc này, nhưng mà con hiểu là đã đến thời điểm ạ. Thế bệnh tình của bố cái Lan thế nào rồi? Có khá hơn hôm mẹ vào thăm không? Có phần nặng hơn ạ. Lan dạo này vất vả lắm. Vì thế bố mẹ cũng đừng trách cô ấy, vì cô ấy không sang nhà mình ạ. Đúng là đời người chẳng biết thế nào. Nhưng cưới xin vào cái lúc nhà người ta rối ren như thế, liệu có nên không? Mẹ phản đối đấy. Ơ, còn lấy ai thì lấy, nhưng mà lấy cái Lan mẹ không đồng ý đâu. Bà làm sao thế? Mọi khi vẫn khen cái Lan hết lời cơ mà. Nói rằng ai có phúc mới lấy được nó làm dâu đấy thôi. Trước khác, giờ khác. Lan trước sau gì vẫn là cô gái tốt mà mẹ. Mẹ không nói nó xấu, nhưng mà nó là con cả. Ông bố thì lại điên điên dở dở như thế, lấy nó về để con gánh gãy lưng à? Yêu nhau thì phải biết chia sẻ cho nhau chứ. Sao mẹ lại nói vậy? Mẹ chỉ có một mình con, mẹ không thể ngồi nhìn con đâm đầu vào cái chỗ gai góc ấy được. Mà có phải là chỉ bỏ ra công sức đâu. Lấy nó con phải lo cả tiền bạc để chữa trị cho ông bố nó nữa. Gia cảnh nhà ấy như thế nào mẹ tìm hiểu hết rồi. Tóm lại là không được. Mẹ, đã yêu nhau sao phải so đo cái chuyện đấy ạ? Không phải so đo, mà nhìn thấy tai ương thì phải tránh. Con yêu Lan và con sẽ lấy cô ấy ạ. Anh dám? Đã nhiều lần con sai lầm và con suýt mất Lan, con sẽ không lặp lại chuyện đó nữa đâu. Không biết tôi có nghe nhầm hay không đây. Phải nói là trong chuyện tình cảm, anh thay đổi đến mức mà bố không nhận ra được đấy. Không có chuyện cưới xin gì hết, trừ khi cô dâu không phải là cái Lan. Mẹ, mẹ đừng như thế nữa được không? Mẹ có biết là chúng con đã phải trải qua bao nhiêu là sóng gió không ạ? Cái nhà này cũng sẽ gặp bão tố nếu như mà anh đưa cái Lan về đây. Bố là người sống rất nguyên tắc, nhưng nguyên tắc của bố là sống có tình, có nghĩa. Phải ăn ở với nhau như bát nước đầy. Bố vẫn nói là đàn ông là phải biết đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Nhưng bố cũng biết câu tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Có thể đời bố chưa trọn vẹn được bốn điều ấy, nhưng bố muốn con làm được điều này. Bố con ông hôm nay làm sao thế nhỉ? Từ lúc nghỉ hưu, nhất là sau khi ông bạn thân của tôi mất đi, tôi bắt đầu nhìn lại quá khứ, nhìn lại cách đối nhân xử thế. Tôi thấy mình còn nhiều lỗi lắm, nhất là với bà, với con. Tuy không phải một sớm một chiều mà thay đổi được, nhưng tôi sẽ thay đổi. Nếu rời cho tôi sống đến 80, tôi sẽ có nhiều cơ hội. Ông có phải ông đang bị bệnh gì không? Chưa bao giờ tôi thấy mình khỏe như lúc này. Bố ủng hộ con, nhưng con cũng nên tìm cách hỏi ý kiến cái Lan, đừng tự quyết định. Dạ vâng ạ, con rất cảm ơn bố ạ. Mẹ, con biết mẹ là người rất nhân hậu, mẹ cũng ủng hộ con chứ ạ? Bố con anh đã quyết thì ai dám trái ý. Nhưng mà tôi nói trước, đám cưới sẽ rất tiết kiệm đấy. Còn phải để tiền lo chạy chữa cho bố vợ anh nữa. Dạ vâng ạ, con cảm ơn mẹ ạ. Cửa có khóa đâu. Khổ quá. Con à? Mẹ. Con cứ tưởng
mẹ muốn nói chuyện với con một lát được không? Dạ vâng ạ, con mời mẹ ngồi ạ. Ngồi xuống đây con. Mẹ à, con xin lỗi. Dạo này bệnh tình của bố con ngày càng nặng, nên chúng con có gì sơ suất, con mong mẹ thông cảm ạ. Con này, mẹ không thích kiểu nói xã giao như thế đâu. Đã là dâu con trong gia đình thì chân thành vẫn hơn con ạ. Vâng, con hiểu mà. Con ạ, bố con không chỉ là thông gia mà còn là bạn của bố mẹ trong nhiều năm qua. Vì thế bố mẹ cũng rất lo lắng cho bệnh tình của bố con khi biết bố con mắc căn bệnh quái ác ý. Dù sao vẫn còn may là không mắc bệnh nan y mẹ ạ. Mẹ thấy Khánh nói là bố con lúc nhớ lúc quên, chân tay mất kiểm soát rồi phải không con? Dạ vâng. Bố con bây giờ lúc nào cũng cần phải có người bên cạnh ạ. Con ơi, mẹ nghĩ là hay là con dọn về bên ấy ở một thời gian đi. Ờ, mẹ. Trước thì mẹ không muốn con về bên ấy, vì mẹ nghĩ con cần được ở bên này để được sự bảo ban dạy dỗ của mẹ. Vâng. Thú thật với con, sau khi biết chuyện các con hợp đồng hôn nhân, mẹ không chỉ giận con mà còn mất lòng tin ở các con nữa. Dù con có làm gì đi chăng nữa thì mẹ cũng nghĩ là con giả tạo với mẹ. Mẹ nghĩ như thế là đúng đấy ạ. Con xin lỗi mẹ. Dù bây giờ mẹ cũng chưa nghĩ con là một con dâu tốt, đảm đang, nhưng mẹ hiểu con là một cô gái rất tốt, con ạ. Cũng phải có một đứa có cá tính như con ấy thì mới trị được thằng Khánh của mẹ. Mẹ, mẹ không thích nói những điều sáo rỗng, nhưng tất cả những gì mẹ nói với con đều xuất phát từ đáy lòng mẹ. Mẹ à, con thấy con lỗi với mẹ quá. Thôi, chuyện cũ đừng nhắc lại nữa. Con ạ, sau biến cố, bố mẹ đã dồn hết những đồng tiền cuối cùng để vực lại công ty. Thậm chí bố mẹ còn dùng cả khoản tiền để dành của con nữa. Đúng là cuộc đời chẳng biết thế nào mà nói trước. Mẹ đã từng nghĩ cái gia đình này có thể vài đời nữa mới ăn hết tiền. Ấy vậy mà. Mẹ à, mọi chuyện cũng đã qua giai đoạn khó khăn rồi mà mẹ. Con này, đây là số nữ trang, tiền bạc mà bà nội Khánh cho mẹ. Con cầm lấy, rồi bán đi, thêm thắt tiền chữa bệnh cho bố con. Mẹ cất đi. Mẹ cất đi ạ. Chúng con vẫn còn lo được mà. Cầm lấy con. Con công nhận là mẹ giận đấy. Cầm lấy. Mẹ. Hay là con chê phải không? Dạ không, không phải đâu mẹ. Con không có ý đấy. Nhưng đây là những kỷ vật của mẹ, bán đi thì tiếc lắm ạ. Mẹ cho thì con cứ cầm lấy, còn bán hay không tùy các con quyết định. Nhưng mà mẹ ơi, cầm lấy đi con. Không có nhưng nhị gì hết. Thôi, mẹ mệt rồi, mẹ về đi nghỉ đây. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Đã nói là người một nhà thì không được khách sáo cơ mà. Đi ngủ sớm đi.
để cháu mẹ phải thức khuya là mẹ không bằng lòng đâu đấy nhá. Mẹ, ngủ đi con, ngủ đi. Hết rồi bố ạ. Bố ơi, bố ngồi đây chờ con một lát. Con vào vò cái khăn lau mặt cho bố nhé. Lan ơi, Lan. Kìa, chú làm sao thế ạ? Để cháu xem nào. Cháu bóp cho chú một lúc sẽ đỡ thôi. Bố em làm sao đấy ạ? Chắc bố đá vào chân bàn. Chết thật. Thôi, em cứ ở ngoài này dọn dẹp đi. Để anh đưa bố vào trong phòng nghỉ. Vâng ạ. Em để làm cho. Để làm cho. Trông em có vẻ mệt mỏi đấy. Ngoài bắt tội phạm ra, hình như anh không làm được gì cả. Anh sẽ thay đổi. Em yên tâm. Em đùa thôi. Em hiểu công việc của anh chứ. Mà muộn rồi, anh đến đây làm gì đấy ạ? Anh vừa về nhà, thấy sốt ruột nên tạt qua xem mấy chị em thế nào. Thế Vi chưa về hả em? Con bé xin nghỉ làm ban ngày nên buổi tối tranh thủ làm bù. Nhà neo người, nhiều lúc em nghĩ thấy tủi thân quá. Hết án này, anh sẽ xin được nghỉ phép dài hạn. Anh xin nghỉ phép á? Em không tin anh à? Em nhớ anh từng nói là sau này dù có cưới vợ cũng chỉ xin nghỉ một ngày thôi mà. Anh nói rồi mà, anh sẽ quyết tâm thay đổi. Từ nay anh sẽ cố gắng để được bên em và gia đình nhiều hơn. Điều gì làm anh thay đổi nhanh thế ạ? Chính sách lâu lâu còn phải sửa đổi và bổ sung nữa là Anh đùa thôi. Em thiệt thòi nhiều rồi. Bây giờ đã đến lúc anh phải bù đắp cho em. Anh sẽ cố gắng để em thực sự yêu anh, muốn ở bên anh. Và anh cũng như vậy. Anh sẽ không để cho ai đó có thêm cơ hội nữa đâu. Anh muốn nhắc đến anh Long phải không? Anh cảnh báo đàn ông nói chung, chẳng riêng gì hắn cả. Mà dạo này Long thế nào rồi? Anh Long cùng với gia đình Tuyết đã đi làm ăn xa. Hôm trước khi đi, hai người có đến chào em. Thế à? Sao hả anh? Không sao cả. Anh đói quá, em cho anh xin bát mì tôm được không? Chết, đến tận giờ này anh vẫn chưa ăn tối à? Thì xong việc anh về đây ngay. Đã kịp ăn uống gì đâu. Anh đợi em một lát nhé. Vi, em ngủ một lát đi. Đến khoảng 5 giờ chị gọi em dậy. Hay là chị để em sang trông bố cho. Đêm nào chị cũng thức trắng rồi còn gì nữa. Thực ra
Bệnh tình của bố cũng không đến mức phải ngồi châm 24/24 đâu. Nhưng mà chị xót bố lắm. Em cũng thế. Nhìn bố không thể tự xúc nồi thìa cơm, rồi cũng không nhận ra cả chị em mình nữa. Nhìn mà em chỉ muốn trào nước mắt thôi. Chiều nay bố nói chuyện với chị mà toàn nhầm là mẹ thôi. Chị thương bố quá. Hy vọng là hết đợt thuốc này bố sẽ đỡ hơn. Thế mai vẫn nghỉ làm đấy à? Vâng ạ. Đợt này ít việc. Với lại em cũng không muốn chạm mặt Khôi. Em định chia tay thật hay sao? Yêu nhau mà không có tâm trí, thời gian dành cho nhau thì yêu làm cái gì hả chị? Chị nghĩ là vẫn có thể dành thời gian cho nhau mà. Thôi, em ngủ đây. Nói mấy cái chuyện đấy đau đầu lắm. Vi, Vi ơi. Hả? Dạ. Em hẹn Khôi đến đây đấy à? Hắn vẫn đứng đấy ạ. Hiểu rồi. Nhưng mà như thế thì cũng hơi dã man quá. Em đã nói là sẽ không ra gặp cơ mà. Đúng là cái đồ dài hơn đỉa. Nhưng mà ngoài trời gió lạnh lắm đấy. Kệ, chả liên quan. Hình như còn có mấy giọt mưa nữa cơ. Mưa ạ? Ừ. Này. Dạ. Định đi đâu đấy? Em định mang cho hắn cái ô thôi. Nhỡ không may hắn ốm ra đấy lại phải vạ ra. Ừ. Chị sang phòng bố đã. Vâng ạ. À. Nhớ mặc áo ấm vào rồi mới được ra đường đấy nhá. Ừ. Ừ. Này. Gì đấy? Ồ. Nhưng mà trời có mưa đâu. Thế thôi, em vào trong nhà đây. Khoan đã. Không mưa, nhưng mà anh lạnh. Em cho anh mượn đèn che gió. Anh định che gió chiều nào? Ờ thì gió chiều nào thì anh che chiều đấy. Anh đúng là cái kẻ cơ hội. Em nói đùa đúng không? Em chẳng bao giờ nói đùa cả. Chuyện em nói với Hồng cũng chỉ là nói đùa thôi mà. Em muốn chia tay, em đã quyết định rồi. Anh đã nghe rõ chưa? Anh chẳng nghe thấy gì hết. Anh... Tùy anh. Chả còn gì để nói nữa. Em đi vào đây. Khoan đã. Vi. Bỏ ra. Em nghe anh nói đã. Anh chỉ buông tay em ra khi anh cảm thấy em đã hết yêu anh. Còn bây giờ, dù em nói gì, anh cũng không nghe, không thấy, không chấp nhận. Nhưng mà em chẳng còn gì để nói với anh cả. Đừng nói nữa. Từ bây giờ, anh sẽ chăm sóc em và bố. Ai là bố của anh? Thì ý anh là bố vợ. Từ bây giờ anh sẽ không còn thấy lạnh nữa mỗi khi mùa đông đến. Anh đến đón em sớm là để đưa em đến đây đấy à? Ừ, em thấy thế nào? Hồ Tây mùa này đẹp và lãng mạn quá anh nhỉ. May quá. Nói thật với em là truy đuổi tội phạm hay mật phục thì anh còn làm được, chứ tìm một nơi vừa ý với người yêu thì... Tiếc là em cũng không còn thời gian để đi dạo như thế này được nữa. Vẫn chưa muộn phải không em? Em không hiểu.
anh sẽ là một người chồng chu đáo. Trước đây có lẽ em cũng đòi hỏi ở anh hơi nhiều. Không, em hy sinh vì anh quá nhiều thì đúng hơn. Em xin lỗi. Vì chuyện gì? Em chưa thể lấy chồng lúc này được. Anh sẽ chờ. Anh sẵn sàng chờ đám cưới. Nhưng có việc này anh phải làm ngay. Em làm vợ anh nhé. Anh đứng dậy đi, mọi người đang nhìn kìa. Anh không quan tâm ai nhìn hay nói gì anh nữa cả. Nhưng mà em ngượng. Anh thấy con gái thích cầu hôn theo kiểu này cơ mà. Nhưng tùy từng lúc thôi. Em đồng ý làm vợ anh nhé. Anh biết bản thân anh chưa hoàn thiện, nhưng anh sẽ hứa. Thôi được rồi, đừng nhận cho em. Cảm ơn em. Anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này. Nào, bố của con uống nước cam nhá. Bố có nhớ hồi bé con hay đòi bố làm gì không? Đòi mua kem chứ còn gì nữa. Đây là cái vi. Còn con chỉ thích ăn bánh mì thôi. Con là Thủy Cúc. Bố nhớ rồi. Thủy Cúc là tên của mẹ mà bố. Nóng quá, bố đi tắm đi. Đợi lát anh Khánh về rồi đưa bố đi tắm nhá. Thôi, bố không đợi được, khó chịu lắm. Thế thôi, bố ngồi ở đây đi, để con đi bật nước nóng rồi lấy quần áo cho bố. Bố ngồi yên ở đây nhá. Bố ơi, nước xong rồi đấy. Để con đưa bố vào nhá. Thôi, bố tự tắm được, con cứ đi nghỉ đi. Nhưng mà bố ơi. Bố tự làm được. Ra đi. Khoảng 2 năm. Khi đến mùa thu hoạch, người ta tiến hành lấy ngọc trai. Nếu trai vẫn khỏe mạnh thì sẽ được cấy ngọc lần thứ hai. Hy vọng các bạn đều nắm được các công đoạn để tạo ra một viên ngọc trai. Có bao nhiêu người tham gia vào sản xuất ngọc trai? Nghề này nuôi sống khoảng 7.000 lao động. Họ làm việc ở các công đoạn.
nhau trong quá trình sản xuất. Chúng tôi còn sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, đồ trang sức vân vân. Những cái này được gọi là gì? Là vỏ chai. Vào mùa du lịch, du khách đến đây rất đông, số lượng khách có thể tăng lên nhiều lần. Một trong những bãi lặn đẹp nhất thế giới. Tôi thích lặn như tất cả mọi người, tuy nhiên cũng hơi sợ một chút. Có thể lần tới sẽ khá hơn. Bố ơi, bố xong chưa ạ? Bố! Bố ơi! Ai đấy? Thiên đấy à? Chị ơi, con em. Không sao đâu em, em cố gắng lên nhé. Khổ thân cháu tôi, chưa kịp chào đời đã phải ra đi. Cháu ơi, mà có bệnh ý, thì phải đến bệnh viện cho người ta chữa trị, người ta chăm sóc. Tôi có làm điều gì thất đức đâu mà sao tôi khổ thế này. Mẹ đừng nói như thế nữa. Thế mẹ không nói thế thì mẹ nói thế nào? Mẹ chỉ nói sự thật thôi. Bác quá đáng lắm. Bố cháu đã khổ sở lắm rồi, chị Tiên cũng chẳng sung sướng gì cả. Bác nói thế chỉ làm cho mọi người đau lòng thêm thôi. Cô dám. Thôi đi, chưa đủ hay sao mà còn cãi nhau như thế. Khánh. Dạ. Đưa mẹ với chú Lâm về đi. Ở đây đã có bố với chị Lan rồi. Mẹ, đi. Thôi mẹ đừng khóc nữa, con đưa mẹ về nhà nhá. Cháu ơi, về đi chú. Bố. Ôi bố. Oh,
sữa đi em. Em đã đặt tên con là Tóc Tiên đấy. Tóc Tiên là một loài hoa rất đẹp phải không anh? Con mình sẽ rất xinh, lại còn thông minh nữa. Con sẽ có nước da trắng của em, mũi cao của anh. Con mắt thì không giống bà ngoại đâu, vì mắt bà buồn lắm. Tiên à, Tiên. Em sẽ học được công da trắng để sau này còn dạy lại cho con nữa. Con sẽ không đồng vị như em đâu. Em hứa đấy. Em tỉnh lại đi. Con đã mất rồi. Anh, đó là sự thật đấy. Anh vừa làm nhảm cái gì đấy? Em cầm anh Tiên. À. Tiên, em hãy học cách chấp nhận sự thật. Anh biết em đang rất đau, và anh cũng vậy. Tiên, Sự thật. Gặp cái Tiên. Để con đưa bố về nhà nhé. Nhưng cái Tiên nó đang ở đâu? Chị ấy vẫn đang trong bệnh viện ạ. Đi, đưa bố. Nhưng lên mà... đấy. Hả? Bố nhất định phải gặp nó bằng được. Vâng, để con đưa bố đi nhé. Ừ. Không biết bố nói chuyện gì với Tiên trong ấy mà hơn 30 phút rồi. Hay là mình vào đi. Đúng rồi đấy. Cứ đứng chờ mãi như thế này sốt ruột lắm. Hiếm khi bố được tỉnh táo như thế này. Mình cứ để bố nói chuyện với Tiên một lúc xem sao đã. À, chị với anh Khánh uống gì không? Để em đi mua. Ừ, cho chị chai nước suối đi. Nếu có cà phê cho anh một cốc, còn không thì cà phê lon cũng được. Đúng rồi đấy, em cũng định đi tìm mua cà phê. Không cứ như thế này thì căng đầu mà chết mất. Em đi đây. Để xảy ra chuyện lần này, chị thấy mình thật có lỗi. Giá như chị không để Tiên phải trông bố thì... Chị có lỗi gì đâu. Chắc tại em chưa xứng đáng làm bố, nên con bé mới rời bỏ chúng em. Chị mừng vì em thay đổi nhiều. Tiên tính tình hơi nóng nảy, nhưng nó cũng là đứa bản chất tốt. Chị rất mong hai đứa được hạnh phúc. Em hiểu. Và em cũng đang cố gắng để được như vậy. Tiên ơi, nghe bố nói này. Tiên... Tại bố mà con mất mẹ. Bây giờ cũng tại bố. Vì bố mà con mất con. Đi. Tiên ơi, bố xin rồi. Tiên. Em bình tĩnh đi. Mình về đã bố. Em Tiên đang rất sốc. Bố cứ để cho em nghỉ ngơi đã bố ạ. Quẹ bố. Tiên nó nói đúng đấy. Bố là kẻ vô dụng, là tai ương của cái nhà này. Kìa bố. Đi.
bảo là đi đi mà. Bố ơi, bố ơi, con xin bố mở cửa chúng con đi. Bố mở cửa đi ạ. Hình như là mình có chìa khóa phụ đúng không chị? Chìa khóa phụ nào? Thì từ cái đợt bố bị bệnh, chị chả bảo là mỗi người có thêm một cái chìa khóa phụ ở các phòng còn gì nữa. Ừ nhỉ, chị quên mất. Tôi vô dụng lắm phải không mình? Mình giận tôi lắm phải không? Tôi hại mình, hại các con. Giờ lại tàn phế như thế nào? Những lúc tỉnh táo như thế này chắc sẽ rất hiếm đối với tôi. Vì tôi biết chẳng bao lâu nữa tôi sẽ mất hẳn trí nhớ, sẽ là gánh nặng cho các con. Chúng nó khổ vì tôi nhiều quá. Mình sống khôn khác thiếu, mình đón tôi đi cùng được không? Anh chị Phúc nữa. Bố ơi, không phải. Vì đang hoảng loạn nên mới thế thôi. Con bé sẽ hiểu ra. Rồi con bé sẽ hiểu ra bố ạ. Bố biết con tiền nó không bao giờ tha thứ cho bố đâu. Không phải. Không bao giờ bố đâu. Bố ơi, bố. Con xin bố. Kệ em. Bố. Con thấy con lại nằm mơ thấy bố bỏ chúng con bận đi. Con sợ lắm. Con không thể chịu được nếu điều đấy xảy ra. Bố ơi, bố muốn con tha thứ thì hãy ở bên chúng con thật lâu bố nhá. Nếu không con sẽ ghét bố, sẽ ghét bố. Bố. Bố ơi.
mọi người đứng vào đi, nhanh lên, nhanh lên. Bố đi xuống đây nhá. Em đứng vào đi. Đâu kia được chưa? Đâu kia được chưa? Nào, nhìn vào đây nào. Chuẩn bị chụp nhá. Nào, 2, 3 này. Nào mọi người chụp cười nhá. Rồi. Nhìn vào nhá. Cười đi. Mọi người đứng yên. Ôi, chúng nhìn vào ngay nhá. Nào, mọi người cười đi. Kìa em, đứng vào đây nhá. Em đứng đây chưa? Bố đứng lại đây. Bố biết rồi. Chụp nữa, chụp nữa nha. Nào, mọi người tập trung vào đây nào. Bố, nào, xuống nào. Cả nhà cười tươi nhá. Em, bố cười đi nhá. Cười lên nào. Tất cả mọi người cười lên. 2, 3. Anh... Em quá, tiếp nhá. Tất cả mọi người nào.